điều kiện kinh tế rất là eo hẹp, tại vì quen để người ta chờ thì không có nên. Thì sau nhiều tuần cũng trăn trở thì em nói là chia tay. Gì kỳ vậy? Dạ theo em là em thấy đáng ghét. Ảnh rất là thích đồ công nghệ. Nói Bảo ơi Bảo, mày nói với lại Trâm á là chị của mày bên Úc về cầm về, giờ mày có rồi mày không cần xài nữa, mày bán rẻ lại cho. Trâm ơi, giờ tao nói thiệt với mày chứ tao không muốn giấu mày nữa, là cái này anh Bình nhờ tao nói xạo á, chứ ổng là ổng mua ổng đưa, tao kêu tao đưa cho mày. Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào bạn. Nhìn bạn tôi thấy nó có một cái gì đó giống tôi rất thiện cảm với bạn. Thôi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Thùy Trâm, em 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. À, chào Trâm. Hỏi con em bạn. Là Công Bình, em năm nay 31 tuổi, em làm về kỹ thuật. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em làm chung trong một công ty thì mấy chị cũng có ghép em với ảnh với lại một bà anh nữa. Xong thấy ảnh nói chuyện cũng vui vui. Thấy ấn tượng cái bàn tay như bàn tay con nít vậy đó. Đúng nhìn nó mẫm mỉm. Đâu là hôm đó em mới kiếm cớ đem cái máy nghe nhạc MP3 của em á xuống phòng IT, nói là anh ơi giờ nó bị hư rồi sao em mở nhạc không được. Anh kiểm tra giùm em. Đang rất là bận mà đưa cho em cái máy, em nhìn thấy nó te tu lắm. Cái em vừa nhìn xong nói hư rồi, mua máy mới đi em. Khỏi sửa. Cái xong cái em trả cái máy lại luôn. Quê. Dạ. Có ghét không? Lúc đó quê lắm, giận lắm, bị chê cái máy của mía của bóp vậy đó. Thế là em quay lưng em đi một nước luôn. Em không thèm nhờ nữa. Ủa, vậy thì sao mà đến được với nhau? Sau này cái ảnh chat với em qua mạng nội bộ của công ty á. Rồi mới dần dần mới tìm hiểu. Rồi đến lâu lâu thì mới cưới nhau. 3 năm sau. Dạ, một cái giai đoạn khá dài chứ bộ. Dài. Vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều. Cái khoảng thời gian đó thì ở nhà của em á, điều kiện kinh tế rất là eo hẹp. Em cũng mới vừa ra trường đi làm. Thì một cái bữa nọ em dẫn về nhà, mẹ với lại ba thì cũng thấy hoàn cảnh như vậy, cũng khuyên em là không có nên treo con gái người ta như vậy, tại vì quen để người ta chờ thì không có nên. Thì sau nhiều tuần cũng trăn trở thì em nói là chia tay. Gì kỳ vậy? Dạ, tại vì khi mà phân tích ra cái chuyện về tài chính nhà cửa này nọ đó, em thấy quả thật giữ vợ bên mình á tội cho vợ lắm. Là em quyết định chia tay là vì quá yêu cổ, vì quá muốn em nghĩ là một người sợ. Nào đó có điều kiện hơn, tốt hơn thì sẽ ok. Nhưng mà anh hỏi Trâm là Trâm có hiểu được cái nỗi niềm của ảnh. Ngay từ ngày đầu quen nhau em cũng nói là ngày xưa em bị người yêu chia tay á là vì người đó cũng nói với em cái câu là anh không có mang lại được hạnh phúc tới cho em, nên thôi em tìm người khác mang lại hạnh phúc tới cho em đi. Em nói em ghét cái câu đó lắm, mà muốn hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Đúng sao sao mà... đúng cái câu tôi là tôi tự kiếm tôi tự lấy chứ ở đâu ai mang lại được cho tôi. Giống như là tôi thấy hạnh phúc của tôi là tôi phải lấy được anh. Ngay cái hôm chia tay á là nói đúng câu đó với em. Ban đầu em nghe chia tay em còn khóc lắm, hỏi tại sao hai đứa đã thỏa thuận rồi, cùng nhau cố gắng mà sao lại như vậy. Xong cái em quay lưng em bỏ em đi, ổng lọt tọt chạy ra ổng níu em lại lọt tọt. Dạ. Từ sau cái thời điểm đó thì hai đứa em chui vô hoạt động bí mật. Rồi em làm sao để mà vượt qua những cái điều đó? Dạ, cũng không phải là do em, mà khoảng 6 tháng sau thì vô tình tụi em đi ăn á, thì một người thân trong nhà thấy được. Cái xong cái về nói lại với ba mẹ, mẹ mới nói thôi nếu mà đã như vậy thì cố gắng thu xếp cho nhanh gọn nhất để mà là đám cưới luôn. Tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở đâu? Hiện giờ thì tụi em đang ở bên nhà của ba xã. Là ở rể đó phải không? Dạ. Ở rể thì... Cảm xúc của em như thế nào? Ban đầu á là cái nếp nhà của hai gia đình khác nhau, đến những cái sinh hoạt trong nhà, giả sử về cái cách mà ăn uống, cái cách mà dọn dẹp sắp xếp hoặc là bất kỳ những cái gì em đều cảm thấy nó chưa có phù hợp. Nhưng mà mình thì mình hiểu rằng á là mỗi người mỗi tính đó, thì dần dần em cũng nương theo, nhưng mà có điều là nó phải có thời gian chứ không phải có một bữa. Nhưng mà cũng rất là may thì ở bên ba mẹ vợ á thì cũng hiểu cái chuyện đó, cho nên cái áp lực của bên gia đình vợ với em thì cũng không có nhiều. Thực ra là có một cái điều như vậy muốn tâm sự với lại các bạn trẻ. Bạn biết là làm dâu đã khó thì ở rể là khó, rất là khó gấp bao nhiêu lần. Lý do tại sao bạn biết không? Vì luôn luôn như vậy nè, cái người đàn ông là người trụ cột gia đình thì bây giờ họ lại đang ở
trong một cái gia đình mà đã có người trụ cột rồi, cho nên không thể phát huy được cái tôi, cái cá tính, cái bản sắc riêng của người ta. Cho nên là cái áp lực đó nó ghê gớm lắm. Tại vì chị muốn chia sẻ với em để mà hiểu được cho chồng. Thế nhưng rất may mắn là chồng của em lại ở trong một cái gia đình mà cái áp lực đó nó không có nhiều. Chứ nếu như cái áp lực bị nhiều á, thì chắc chắn là vợ chồng bạn sẽ không thuận thảo được. Các bạn sẽ có những cái cuộc chiến tranh ngầm, chiến tranh lạnh. Em hiểu không? Cho nên rất chúc mừng bạn là bạn đã ở rể trong một cái gia đình mà ba mẹ hiểu, thông cảm với bạn và bạn thích nghi được rất là nhanh. Đó, thì chị muốn hỏi em là trong cái chương trình này em có muốn nói một cái lời gì đó với ba mẹ, vợ không? Dạ, thì con cũng rất là cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho tụi con có cái nơi để mà phát triển tiếp. Tụi con có thể để dành dụm thêm tiền để chuẩn bị cho cái tương lai tốt hơn. Con cảm ơn. Đó thì cũng nhân đây á, là để muốn nói với hai bác, tức là ba mẹ của em á, là nên tạo điều kiện để cho tụi em có thể tách riêng. Tách riêng để làm gì? Để cho chồng em có thể phát huy được tất cả những gì mà anh ấy đang có, để anh ấy sẽ là một trụ cột vững chắc cho em và con em sau này. Rồi trong cái quá trình mà lấy nhau về rồi, có thấy được cái tật xấu của có nhau dám, không? Có dám loại tật xấu ra không? Trước khi cưới là em đã biết là anh rất là nóng tính rồi, cũng hứa là sẽ bớt. Nhưng mà đến hồi cưới nhau xong á thì vẫn chưa kềm chế được cái tính nóng của mình. Rồi cưới xong thì lại phát hiện thêm là cái tính nói dối nữa. Nhưng mà nói dối đáng yêu hay nói dối đáng ghét? Dạ, theo em là em thấy đáng ghét. Ảnh rất là thích đồ công nghệ. Lúc đó ảnh thích cái Playbook lắm. Kêu là mình mua nha. Em mới nói thôi giờ hai vợ chồng mới ổn định công việc, chưa có đâu vô đâu hết, từ từ đi em thu xếp rồi em mua cho. Với em xong cái lẳng lặng sau lưng đi mượn tiền bạn vậy đó, mua một cái cục 6 triệu về, xong cái đưa cho bạn của em nữa. Nói Bảo ơi Bảo, mày nói với lại anh Trâm á là chị của mày bên Úc về cầm về, giờ mày có rồi mày không cần xài nữa, mày bán rẻ lại cho mà không cần trả tiền liền, trả gốc cũng được, để đảm bảo là anh Trâm nó mua cho anh mà. Xong cái bạn em nó cũng thấy vậy, cái nó cũng đi nói với em vậy. Em đâu biết gì đâu, em bây giờ em hỏi ảnh là anh ơi giờ có cái máy gì đó, giá vậy là có hợp lý không? Anh nói được, em có thu xếp được không? Còn hỏi em lại câu đó. Em mới ngẫm nói nếu mà như vậy thì em sẽ cố gắng em để riêng tiền, góp thì được, chứ trả một cục thì hơi khó. Thế là em quyết định em mua. Đến hồi mà trả hết tiền cho bạn em rồi á, lúc này bạn em nó mới nói Trâm ơi, giờ tao nói thiệt với mày chứ tao không muốn giấu mày nữa, là cái này anh Bình nhờ tao nói xạo á, chứ ổng là ổng mua, ổng đưa tao kêu tao đưa cho mày. Xong em về em tức, em nổi cơn xung thiên, em mắng quá chừng luôn. Em nói chứ em đâu phải keo kiệt đâu, cái gì cũng phải có thời gian để mình thu xếp, đâu thể nào mà nói muốn mua là mua liền. Hiểu rồi, cái nói dối này thì rất nhiều ông chồng xài, chứ không phải mình chồng em đâu. Nói gì đâu, cực kỳ kỹ tính luôn. Thì cái tính em là không có phải nhất thiết phải là ở chỗ này để món A, món B, món C, món D, mà có thể là hơi lung tung một chút xíu. Còn ảnh thì ảnh không chịu, ảnh nhất thiết là chỗ này phải để món A, chỗ này phải để món B. Đó, rồi sáng ngủ dậy á, bắt buộc là phải phủi ra giường cho thiệt sạch, kéo thiệt căng y như là phòng khách sạn, rồi mới đi làm. Nhiều khi trễ rồi em nói nhanh xíu anh ơi, mà nói rồi anh xong rồi, anh sắp xong rồi. Đó, hồi em xuống dưới nhà em đợi 8 kiếp chưa thấy xuống. Tụi em thì làm ở một ngày về á, nếu mà tới tối về mà nhìn cái phòng nó bừa bộn á, em cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Cho nên chẳng thà buổi sáng em dành tí thời gian xíu để làm sạch sẽ, tới chiều tối hai chồng về mở cửa ra một cái là cái phòng nó trở nên nó nhẹ nhàng để nghỉ ngơi. Lạ lắm đúng không? Đó. Chị đồng cảm với em. Chị nói em nghe nè, cái kỹ tính đó theo chị là nên giữ. Em có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Sau này nếu em có con gái á, mà nó học được cái kỹ tính đó của bố là cực kỳ tốt. Cái đó là chị nói thiệt luôn á. Ủa nhưng mà cái chuyện mà tụi em chưa có con là tụi em đang kế hoạch hay là... 2 năm đầu là tụi em kế hoạch. Rồi giờ 2 năm sau là cũng muốn có bé rồi nhưng mà chưa phải không? Được. Đây, xin mời. Mũ ông nè, đó. Mũ ông sẽ có lời chúc. Thôi, không có chút gì gọi là về công danh, sự nghiệp, tiền tài hay nhà cửa gì hết. Nói chung là chúc hai vợ chồng em coi như là sau ngày hôm nay về nhà tất cả mọi sự nó sẽ thuận lợi và mau chóng có tin vui, và có tin vui rồi nhớ báo tin anh nha. Em báo tin chương trình gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời.
chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đó là em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Đó là em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sẽ bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Mời đi cưng. Chào hai em. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ con 23 tuổi. Dù Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ xíu. Ừ. Có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh đúng không? Dạ thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi. Mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn rồi gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ để gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ có. Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó tình tỏ ơi gì không hay như nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại, là chủ động. Nhưng bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là em ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là em còn zin đó nha. Em còn zin đó nha.
Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ quá. Rung lắm anh, đó em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. À, đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn, nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về nè, thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Đúng không? Là nay được bao lâu rồi? Dạ, nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Ngày em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tật não cái vàng. Nói trước quên sau vậy đó. Ở vậy em hay cằn nhằn hoài. Rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không. Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn, thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do thì đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiến hóa tốt, tốt cho sức khỏe. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng.
thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em, để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha Cương ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực còn ra em, từ khi mà em quen Ninh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cương ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Cái là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Ừ, sao nữa? Nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em giành cái nít luôn. Giành luôn đó. Dạ. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Rồi chết rồi. Ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân. Ừ. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Ừ. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh cá hay gì? Buôn bán. Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick con nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin giùm tại nó không biết là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em giành cái nick luôn. Giành luôn đó. Dạ. Nhỏ bạn bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Dạ. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện rồi cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à. Mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là chứ. Cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm đường về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộ đám cưới của anh cũng không biết nữa. Em khiều khiều ảnh thôi đi ra. Như đi lộ đám cưới rồi cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á. Cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè. Rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11.
lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ thương, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Là từ đó quyết định là thương sau này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Bằng chứ. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao? Sao chưa chọn mà? Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung á. Giống Nhung hoài luôn. Cứ cảm thấy cảm giống như mình chiêu, có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng đó. Rồi. Từ giống từ, từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều cho nên là có xin gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. Đó. Ở cũng vui lắm tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó hôi dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Sợ ổng tối ngủ mà nghe két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung mẹ một cái. Sau đó, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng quá chị. Anh nhìn mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy là sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn, là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi. Khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục đợt sáu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái.
Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ, tại vì vợ đã lấy luôn cái chân của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng, tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nói gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ. Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ, làm cha sao trăm điều xấu vậy. Ủa, như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn, không rửa chén, bừa bộn. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ, lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay. 2 ngày, 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ, xếp đồ thì vợ em đó, vợ xếp. Buồn đỡ. Giỡn lại được. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp, coi. Dạ, cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới, em cũng không biết. Có mấy trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi, cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Min mê mà thấy điện Min muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ, vợ dạ, em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy. Nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngạc lẽ một điều xấu rồi, tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời, nhỏ sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra một hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan khoan, xin hỏi cái nữa nha. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận, giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại, ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện game. Gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cứu hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái cứu, không thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè, cỏ dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật đó, thật tốt dâu. Mà ừ. Rồi sao, có hay cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán và em mệt em cũng làm biếng. Thì rồi vừa dọn, chồng vừa dọn vừa dạ, nói vừa gì? Dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia. Cứ lằng nhằng vậy đó. Nó hoài tật, dạ tật em thì ai mà lằng nhằng em để cho làm luôn em không có làm. Mà cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu. Hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi có tại không? Tại không? Là anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Phải chưa? Tại không? Tại em ai biết dành. Dạ à. Tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó đó, đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu dạ. Đó. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ ảnh bớt cầm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn nhà làm đó. Đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng mà rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Rồi. Cảm ơn.
Lúc đi thang máy này em thơm một cái vào má. Thơm một cái vào má luôn à, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Và... có bị chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng hình em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. À, phát hiện và phát hiện có em bé. Có chứ ạ. Mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn, chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Tiệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ, năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhá chú nhá. À vâng. Ừ, nên chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở Chùa Dận á. À, Chùa Dận thì cách em mười mấy cây ạ. Đó, Chùa Dận á, trời ơi. Đó, gặp ông, ngay ông đồng hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ, quê chồng ạ. Theo chồng về là về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu đi hát cho thử nghe coi nào. Không khí lên coi. Ừ. Dạ. Ngồi rằng là ngồi tuổi có mây màn ơi ơ thuyền là ngồi tuổi màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài đấy. Ngồi tựa mạn thuyền. Cái bài này chị hát trong Leo biết đại chiến rồi phải không? Ừ đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì? Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin cho chồng. Quá giỏi luôn. Đó, hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa? Có như cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế, chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước. Cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn, cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mình có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này, gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Ừ. Nhưng mà đi lên bạn lên Hà Nội rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa mấy năm sau rồi mới lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Thế còn em thì sao? Em thì có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em mới tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện. Em có số của bạn này không? Anh là bên kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số và cho số gọi cho vợ. Thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình. Cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa. Em mới mồm em mới lại chúm chím cười, em bảo em có hạnh phúc không? Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi, nói chuyện với nhau bình thường. Thế là em mới chủ động là em cầm tay. Em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á. Lúc đi thang máy này em thơm một cái vào má. Thơm một cái vào má luôn à, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị chống cự không? Có. Lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng hình em luôn.
đơ luôn, đứng đơ luôn, không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng, không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lớt phớt, rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì rất là em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong rồi chui vào trong chăn. Chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc và không hiểu con này nó bị làm sao, nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên như một con điên đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn đúng không? Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao, anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Cứ thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp, đến trường. Có khi, thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực cái gì là được em thôi. Tức là dùng thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi ạ, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen, hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì, đúng là như mới dậy thì, thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai, đã thế còn thích nói dài, thôi thì anh chớp, thôi anh cài tai phone. Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em nói gì? Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn, tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Anh rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm cùng em đạp vịt, ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Dễ thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con phát hiện và phát hiện có em bé cu con. Đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng. Sốc khủng hoảng luôn ấy ạ, chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao? Tệp. Thì em nói luôn thì bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn, cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống. Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung cùng gia đình. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên tòa thôi, cho vợ thích làm gì làm. Vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cho đi cho thoải mái. Và ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm, đập mấy cái điện thoại lát tôi cũng không dám đánh động vô đó, tôi không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức sao? Là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là vậy. Em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi. Vàng bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm.
thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái, mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi, không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc mà rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái là vẫn phải hỏi, phải báo được cáo. Phép thì mới cho làm khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm. Chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Vậy dạ. Anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. Bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên. Đậm chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn. Rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39-40 độ mà 3-4 ngày chồng em không tắm luôn. đi làm về toát hết mồ hôi, lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39-40 độ. Chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm 1 tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh, không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm ạ. Rồi, còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt, nóng nảy, hay nói tục nữa. Nói tục? Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ? Có chứ ạ, mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn, chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Kinh hoàng. Không. Không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ. Còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy Tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là không, anh không yêu em thì anh mới không ghen. Thế như anh chả yêu em cái gì. Thế là xong là từ đấy là em đấy, anh yêu đấy. Đấy. Yêu là phải như vậy. Đó, cho anh giải thích đó. Ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó Tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em ạ? Ngủ muộn này, rồi là ngủ dậy muộn. Vâng, ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Là tức là 8-9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là, phải nói là rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bà 2/3 đâu. Đó, bà đảm đang không? Phụ nữ bà đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cúc nước, đá lạnh hay như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được cái bớt cái tính nóng nảy rồi nói năng nhẹ nhàng hơn, rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn đẹp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều ạ, không có thời gian. Nhưng lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc. Chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thì thôi bớt mày tao đi. Không mày tao nữa. Những hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được á, bây giờ anh muốn chồng em á, anh hứa là anh bỏ luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi anh không còn kêu mày tao nữa. Không hạn chế cái lời chế. Nó không hay trong cuộc sống gia đình, cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Đấy. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị và cảm ơn khán giả. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây
nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết, con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái anh tức giận, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mà tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi, tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con mới đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Hello. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking, and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smiled, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thì không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Và con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nó mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nói vậy đó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Dạ, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel.
I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. Oh, but mainly Brazilian people, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Từ đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Ủa gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn, rồi đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi, đi ta lau khô người đi ra đi không, nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã mặt nặng bấy rồi, bày bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn, trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện cho con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Oh. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Oh, có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Con hiểu là gì ghen hơn. Trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng là đang ngủ mà. Nói là Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà, cho nên rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Dạ, giờ tới Paulo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we started dating and live together because of me. She couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng tụi mà con... tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want have baby? I want yes, but if I already have my babies now. This year, next year. I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá,
thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du mình có thể trị được, cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động, khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó, thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu, cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi, cảm ơn Kiều Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Yes.